Thưa quý vị, thiếu nguyên liệu, tốn nhiều thời gian để làm ra một bộ trang phục, lại không tiện dụng trong sản xuất sinh hoạt hàng ngày, khiến trang phục truyền thống đang xa rời đời sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng có ý kiến cho các chuyên gia cho rằng thì nên cách tân để trang phục truyền thống phù hợp với điều kiện xã hội cũng như thị hiếu của đồng bào hiện nay. Vậy cách tân trang phục dân tộc thiểu số có phải là một trong những giải pháp để bảo tồn? Và chúng ta nên cách tân như thế nào để vừa gìn giữ được yếu tố cốt lõi, vừa phát huy được giá trị văn hóa, thẩm mỹ của trang phục trong cuộc sống đương đại? Những năm gần đây, đến nhiều bản làng vùng dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Giao, Tày, Nùng, chúng ta có thể thấy hầu hết người dân vẫn mặc những bộ trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, những bộ trang phục này đã được cách tân về màu sắc, chất liệu vải để phù hợp hơn với thời tiết, khí hậu và cuộc sống của bà con. Điều này chứng tỏ trang phục dân tộc đang có sự biến đổi, phát triển để phù hợp với bối cảnh mới. Ngày xưa là chủ yếu tặng bạn trai kia là vải chàm cơ. Lúc đấy là bố mẹ còn khắc tự lại vải chàm, đến khi bọn em may là toàn đi mua vải rồi. Và cái trang phục này nó đi làm nó thoải mái hơn, nó vẫn là mặc hàng ngày. Nhìn những bộ trang phục chị Phường may, dù không còn sử dụng chất liệu bằng vải chàm truyền thống, nhưng chúng ta vẫn nhận ra đó là trang phục của người Nùng ở Lạng Sơn. Tuy nhiên, với những người làm công tác bảo tồn văn hóa, thì điều quan trọng vẫn là tuyên truyền, khích lệ bà con gìn giữ và mặc những bộ trang phục theo đúng truyền thống cha ông để lại vào các dịp lễ Tết hay lễ hội. Đặc biệt, cần phải kiểm kê số hóa những trang phục để lưu trữ tư liệu. Chúng tôi sẽ tiến hành lập cái danh mục và tư liệu số hóa các cái tư liệu về trang phục truyền thống trên địa bàn tỉnh hiện nay. Từ đó thì chúng tôi sẽ có những cái số liệu chính xác để lập cái hồ sơ thực hiện cái công tác bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản của trang phục truyền thống. Hiện nay trong nhịp sống hiện đại và sự giao thoa văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, thì cách tân trang phục dân tộc thiểu số không chỉ diễn ra ngay trong cuộc sống của bà con, mà ở một khía cạnh khác, nó còn là sự cách tân để quảng bá văn hóa. Khôi phục lại tất cả những cái văn hóa truyền thống thì phải có một bộ phận là phải giữ gìn để cho nó nguyên gốc, và một bộ phận như những nhà thiết kế như mình cần là phải biến những cái sản phẩm nguyên gốc đó thành những cái hiện đại, phù hợp với hơi thở hiện đại, phù hợp với xu hướng thời trang thế giới cũng như Việt Nam, để nhiều người sử dụng, nhiều người mặc. Thì đó là cách mà quảng bá văn hóa Việt Nam, quảng bá văn hóa của đồng bào dân tộc đó đi xa hơn, vượt ngoài biên giới. Với nhà thiết kế Nguyễn Quang Huy, thời gian gần đây anh đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên những câu chuyện từ tấm thổ cẩm. Đó là những tà áo dài, chiếc áo bông trần truyền thống hay những mẫu váy hiện đại, tất cả đều được ứng dụng trên nền hoa văn thổ cẩm các dân tộc. Điều này tạo nên một phong cách rất riêng. Khi mà làm về văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam ấy, thì nó là một cái kho tàng. Càng đi tìm hiểu thì càng thấy nó mênh mông, nó quá nhiều cái nguồn để mình sáng tác. Đó chính là cái nguồn mà thế giới nó đang cần, nguồn cảm hứng phương Đông. Nó đang nhìn thấy ở mình. Nhưng mà mình là người đang sở hữu rất nhiều thứ như vậy, thì mình phát huy lên thì chắc đảm bảo chắc chắn là mình sẽ sánh ngang với họ. Có thể nói đây là sự tái sinh thổ cẩm đầy sinh động, là sự thay đổi cần thiết trong bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số và cũng là sản phẩm quảng bá văn hóa du lịch, phong cách Việt trong tương lai.